Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là phần thời lượng của bản tin 141. Mở đầu sẽ là những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày. <Nhạc> Liên quan vụ xe máy chở 3 gây tai nạn trên quốc lộ 32 hướng đi thị xã Sơn Tây khiến một đại úy cảnh sát cơ động tử vong. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 4 tháng 5 năm 2019, tổ công tác của đại đội 2 tiểu đoàn 3 trung đoàn cảnh sát cơ động do đại úy Phạm Đức Trung làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại quốc lộ 32 đến km 36, chiếc xe máy do đại úy Trung điều khiển bất ngờ bị xe máy mang biển kiểm soát 29S6393 chở 3 thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều đâm vào với tốc độ cao. Sau vụ va chạm khiến cho 5 người bị thương, riêng đại úy Trung bị thương nặng nên được chuyển đến Bệnh viện Quân y 105, thị xã Sơn Tây, Hà Nội, sau đó đã tử vong. Năm thanh niên điều khiển xe máy chở ba là Vũ Văn Hiếu quê ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nhận thấy có dấu hiệu tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự. Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an phối hợp với đoàn liên ngành phòng chống in lậu trung ương vừa kiểm tra phát hiện gần 10.000 cuốn sách tiếng Nhật không rõ nguồn gốc tại một cơ sở kinh doanh sách gắn biển quán cà phê trên phố Trần Bình cầu giấy Hà Nội. Kiểm tra cơ sở kinh doanh sách tại số 46 ngõ 62 đường Trần Bình, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm đầu sách giáo trình học tiếng Nhật với số lượng khoảng 10.000 cuốn. Toàn bộ số sách này không có giấy tờ, hóa đơn xuất xứ, in ấn và xuất bản. Các cuốn sách đều được in bằng tiếng Nhật, riêng chỉ có đơn vị giá sách được in bằng tiếng Việt. Chủ cơ sở là Nguyễn Tuấn Anh, 32 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, thừa nhận số sách này được in ấn ở nước ngoài và được những người khác ký gửi. Những cuốn giáo trình này hầu hết được bán cho sinh viên qua mạng và thuê người đi giao hàng. Đoàn liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số sách để xác minh làm rõ. Cho dù đã có sự vào cuộc sát sao của các cơ quan bảo vệ pháp luật, nhưng hình thức tội phạm mới tổ chức đánh bạc trá hình trên mạng vẫn đang tiếp diễn và một đường dây đánh bạc trá hình trên mạng mang tên big79.net lại vừa xuất hiện. Đường dây này có phương thức hoạt động và được tổ chức tương tự như đường dây Rickavip đã bị triệt phá. Chúng đều sử dụng các hình thức cho phép người chơi nạp tiền vào game trực tiếp bằng các loại thẻ cào viễn thông, thẻ cào game hoặc gián tiếp thông qua các đại lý. Các game bài mới này cũng cho phép người chơi thắng có thể đổi từ tiền ảo thành thẻ cào điện thoại hay thậm chí là tiền mặt. Ngoài giao diện bắt mắt, có đầy đủ các nền tảng từ Android, iOS hay máy tính, đăng ký dễ dàng, đủ các trò chơi để sát phạt thì đường dây mới này gần như ngang nhiên hoạt động công khai, bất chấp việc nhiều đường dây khác đã bị các cơ quan chức năng xử lý. Tra cứu thông tin về tên miền big79.net thì được biết, tên miền này được lập vào ngày 20 tháng 2 năm 2019, tức là cách đây 95 ngày. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải quan tâm, lưu ý, sớm điều tra làm rõ. Thay vì phải mất nhiều tháng rồi mài kinh sử để lấy bằng đại học hay những chứng chỉ ngoại ngữ tin học, thì nhiều người chọn việc làm thiếu minh bạch, không học vẫn có bằng cấp. Họ chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng là sở hữu được tấm bằng để đi xin việc làm sử dụng bằng giả là vi phạm pháp luật. Những tấm bằng giả cũng sẽ không được công nhận và bị xã hội lên án. Và những kẻ tiếp tay cho những kẻ lời học cũng không thoát khỏi cơ quan công an khi làm giả giấy tờ, con dấu, văn bằng chứng chỉ giả của các cơ quan tổ chức. Trên trang web làm bằng đại học.com.vn, có đối tượng quảng cáo công khai việc làm giấy tờ giống thật đến 99%, giá lại rẻ. Đội cảnh sát kinh tế, công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, sau một thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, đã bóc gỡ thành công đường dây làm văn bằng giả này bắt giữ các đối tượng cầm đầu hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Khi giao dịch để giao bằng cho các cái người cần mua, người cần dùng đến thì họ không xuất hiện trực tiếp mà sẽ đưa qua những cái kênh thứ hai thứ ba để chuyển qua ship hay là họ gọi với nhau đấy là nhân viên và sếp thì không xuất hiện. Chính vì thế mà để trinh sát rõ được cái băng ổ nhóm của chúng là cũng rất mất rất là nhiều công sức. Lê Văn Hoàng, chú tại xã La Di, tỉnh Bình Thuận cùng em trai là Lê Hoàng Phi, 23 tuổi, trực tiếp tham gia sản xuất điều hành hoạt động đường dây này. Hai đối tượng đầu tư khoảng 100 triệu đồng mua phôi, con dấu cùng các loại công cụ máy móc để sản xuất bằng giả. Sau đó Hoàng thuê người lập trang web để quảng cáo, tư vấn và nhận đơn đặt hàng. Em trai Lê Hoàng Phi phụ trách đóng dấu, ký các văn bằng, chứng chỉ giả và hỗ trợ vận chuyển văn bằng giả giao cho khách hàng. Em làm mà can với in màu, chữ ký với con dấu. Còn các cái mẫu thì em lên trên mạng đau download về lấy mẫu làm. Chỉ bằng thao tác đơn giản, đối tượng đã đóng xong dấu nổi vào một bằng tốt nghiệp đại học. Cách đóng dấu này khiến con dấu trông thật hơn. Trong vài phút đã có một tấm bằng giả và nếu nhận bằng mắt thường rất khó có thể nhận biết. Các đối tượng là đã sản xuất trực tiếp sản xuất và đi thức, mang đi Các đối tượng này chia từ khâu. Đối tượng nhận giả đối tượng trực tiếp làm và sau đó là chuyển những văn bằng giả đến cho cái người có nhu cầu. Những thông tin trên là lời khuyến cáo cho các nhà tuyển dụng lao động. Đơn vị khi tuyển dụng cần có một biện pháp xác minh từ phía cơ sở đào tạo, tránh tuyển dụng nhầm đối tượng không có chuyên môn. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra, xử lý thì người dân cũng cần nâng cao ý thức không mua bán sử dụng các loại giấy tờ bằng cấp giả. Bản tin mươi bóng xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu muốn phản ánh thông tin về tình hình an ninh trật tự, quý vị và các bạn hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng 0963 tám hoặc fanpage bản tin 141. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.